công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong. Pháp giới cung dường thập phương vô thượng tôn.
Thank you.
Năm trước tham gia không có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không vô thường, đạo bình trong vòng tự sanh. Sông núi ngàn năm cây vận thọ, trên đời ái mại sống trăm năm. Cuộc không cần xoay vần quá ngắn, hiếp phù sinh tù tán mấy năm. Người đời có biết chắc ôi thân người, tuy có rồi hoàn không. Công ơn cha mẹ cao số như trời cao, biệt rồng hy sinh hết tất cả, vẫn thấy chưa vừa lòng. Cha già hơn trăm tuổi còn thương con thương, cháu tuổi ở 80 ân ái có đoạn chăng, chỉ hơi thở cuối cùng. Tiền cha con nàng tình thắm thiết, nghĩa sinh thần nàng tờ mũi non. Làm con cho đáng nên con thương cha, nhớ mẹ có còn hay không. Con cha mẹ sinh thần nuôi con khôn lớn, dỗ dành thương yêu dắt dù chiều chuộng. Chẳng yêu mong sao con được mọi điều yên vui, ơn dưỡng dục trọn đời ghi tạc. Công sinh thành muốn thuộc khó quên, nguyện ước trong năm chồng chết vợ còn thêm tuổi phần. Cô lao chín chữ cha đi con ở lưỡng thương tâm. Ôi ôi dâu bể đã đoan, kiếp người ngắn ngủi mạng người mong manh, vô thường biến đổi. Ai ai lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Quân cầu viên niềm tang thương đệ cuộc, kiếp phù sinh sống được bấy nhiêu nay, đã thác giá người thiên cổ. Cầu nguyện linh hồn siêu sinh tình đồ, tốc chứng bồ đề hoàn toàn liệu ngộ. Y nguyện hướng linh Phật từ đã quá cổ, là người chồng, người cha, người thân của tang quyến của ông Trần Đại Dương. Phát chân chương thiệt thiên sinh quý sử hưởng thượng thọ 89 tuổi. Cả thế năm tương tỷ tháng 6 ngày mùng 2 mãn vong thần hiện chi hương linh. Nguyện cầu quá cổ hương hồn trưởng thừa oai thần tam bảo. Văn kinh thỉnh pháp lời kinh tiếng kể tiêu nhiêu nơi miền cực lạc. Nam mô thiết dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Kỳ Viên, kính bạch quý đại đức tăng chùa Kỳ Viên, kính bạch đại đức trụ trì Tịnh Thất Hương Thông Thiền Chỉ Đại Minh, kính bạch ni sư trụ trì chùa Từ Quang, kính thưa ban nghi lễ chùa Từ Quang, kính thưa quý tôn giáo bạn, kính thưa chính quyền địa phương các cấp phường 11 thành phố Đà Lạt, kính thưa ban đại diện phường, khóm, tổ, hội người cao tuổi, quý lão ông, lão bà, thanh niên, phụ nữ, khóm Nam Hồ, khóm Chi Lăng, khóm Thái Viên, khóm Trại Mát và khóm Trại Hằng. Kính thưa ban hướng dẫn gia đình Phật tử Lâm Đồng, kính thưa ban đại diện ban bảo trợ hội đồng cấp tập gia đình Phật tử các huyện Bảo Lộc, Đại Oai, Đại Tẻ, Đức Trọng, Lâm Hà, kính thưa gia đình Phật tử Giác Hoàng, gia đình Phật tử Kinh Nhạc, gia đình Phật tử Liên Sơn, gia đình Phật tử Kỳ Viên, gia đình Phật tử Viên Quang, gia đình Phật tử Linh Phong, gia đình Phật tử Từ Quang, nhóm 3 và 4 cấp tập Đà Lạt. Kính thưa phái đồng hương Dương Nộ Thừa Thiên Huế tại Đà Lạt, kính thưa ban lãnh đạo Y Cục Kiểm Lâm Lâm Đồng, kính thưa ban lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt, kính thưa ban lãnh đạo Công ty Khai thác Chế biến Lâm sản Đà Lạt, kính thưa ban giám hiệu các thầy cô trường Nam Hồ Đà Lạt và trường Trưng Vương Bảo Lộc, kính thưa ban lãnh đạo xưởng in 2 cục bản đồ Bộ Tổng Tham mưu, kính thưa ban công phòng Nam Hồ, kính thưa ban thương binh liệt sĩ phường 11 Đà Lạt, kính thưa hội chiến nữ tiểu đoàn 840, kính thưa ban trị sự nhà thờ bảy tộc tại Nam Hồ, kính thưa xí nghiệp tiền Nguyễn Văn Khôi 4D2 và Trưng Đà Lạt, kính thưa quý bác quý chị tiểu thương chợ Chi Lăng chợ Đà Lạt, kính thưa quý bác quý anh chị thường trực giúp đỡ phục dịch trong suốt thời gian tang lễ của gia đình, kính thưa quý vị xu gia thông gia của gia đình, kính thưa quý bà con thân bằng quyến thuộc xa gần ở trong tỉnh, ở Thừa Thiên Huế, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai Biên Hòa và ở nước ngoài, kính thưa quý vị, tôi xin được thay mặt chúc cụ bà Trần Đại Dương dù danh Trương Thị Oai, trưởng nam Trần Đại Tuyển, trưởng nữ Trần Thị Nuôi, Trần Thị Châu, các con dâu rể, các cháu chắc và tang hiệu quyển tộc Trần Đại, xin thành kính tri ân công đức của chư tôn giả phẩm, thượng tòa đại đức tăng ni, ban nghi lễ, chính quyền địa phương, các cấp các cơ quan đoàn thể, thân hữu bà con đội ngoại xu gia thông gia có mặt hôm nay đại dành tình thương ưu ái cho gia đình chúng tôi bằng cách thường xuyên đến thăm biển săn sóc giúp đỡ nhập liền cầu kinh tiếp dẫn trợ tiếng hương linh dự các khóa lễ tịch điền kỳ siêu gửi điền tín điền báo vòng hoa trưởng liệm biểu phụng và quý anh chị đã
dành thời gian phục vụ cho trong gia đình suốt thời gian tang lễ. Sáng nay lại bỏ thêm thì giờ quý báu, không quản ngại đường xa xa xôi, đến để tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, bác, chú, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi là cụ ông Trần Đại Dương, pháp danh Chương Thiện, sinh năm Quý Sửu 1913, sinh Trần Quang tại làng Dương Nộ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Sau cơn mệt, mắt cụ đã khép kín, gia từ hoàng kỳ, cho là dòng thời gian vô sắc vô thân, và đã ra báo thân vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2001, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Tỵ, hưởng thọ 89 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, trong tập kỷ yếu lưu lại, cụ ông rời làng Dương Lộ, Phú Vang, Thừa Thiên đầu năm 1936, vào lập nghiệp tại Lâm Viên, Đà Lạt, chung sống với ông chủ ruột và ông anh cả. Cụ ông được tuyển vào làm việc tại nông trường đăng kia cho đến năm 1938. Cụ ông lập gia đình, sau đó làm công chức tại nhà máy nước, đầu tiên tại Hồ Phan Thờ, từ năm 1940 cho đến trước năm 1975 thì nghỉ việc. Hai cụ sanh hạ được 4 trai, mất 1 còn 3 và 7 người con gái, làm nhà cửa sinh sống tại ấp Nam Hồ. Những năm tháng trước đây, hai cụ chăm lo hoàn thành công tác nhà máy giao. Cụ bà thì đã đang ngoài việc nồi trợ bếp núc con cái ăn uống của gia đình. Hai cụ đồng tâm hiệp lực, chịu cực chịu khổ, vượt tay lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió, giúp vợ đỡ chồng, xây dựng gia đình, nuôi dạy cả con, giáo dục vuông tròn, cho con học hành thành đạt, dựng bề gia thất cho cả con trưởng thành. Tất cả các con ngày nay đều được nên người hữu dụng, có ích trong xã hội. Đối với chính quyền phường, khóm, khu phố, ấp, tổ, các cơ quan, các đoàn thể nghiêm chỉnh thi hành các chủ trương của nhà nước ban hành, hỗ trợ đóng góp hết mình đối với làng xóm, bạn bè thân hữu, không bao giờ làm mất một lòng ai. Đối với gia đình là một người chồng trung hậu, một người cha kiểu mẫu, một người ông hiền hòa, không bao giờ nói nặng lời với con cháu hoặc la rầy có tiếng. Đối với đạo pháp, chùa đình một lòng tôn kính trang nghiêm, hộ trì chánh pháp, cúng dường tam bảo với một đạo tâm bồ đề kiên cố. Kính thưa quý vị, hôm nay được quý tôn đức toàn thể quý vị hiện diện, đã dành ngoài cạn tình nồng hậu cho hương linh tổ phụ của chúng con, thật quá thâm hậu. Toàn thể tang hiệu quyển chúng con xin khắc sâu ký tâm, xin cho chúng con đê đầu đảnh lễ. Kính mong quý vị nhận cho ba lạy này để đền đáp chú công ơn của chúng con trong muôn một. Kính thưa quý vị, vẫn biết rằng trần gian là quán trò, tàu hóa lệ huyền vi, thế nhân là lữ khách dừng lại rồi ra đi. Nhưng chúng con đau buồn vì sự ra đi vĩnh viễn của người cha trọng kính, các cháu chắc mất đi một nội ngoại tằng tổ thân thương. Sự đau buồn mất cha như cả một khung trời sụp đổ. Mẹ chúng con lại đau ốm
chúng con không sao tránh khỏi những điều sơ sót thất lệ. Ngưỡng mong chư tôn hiền đức và quý vị ân nhân có mặt hôm nay niềm tình khoan hỷ và rộng thử cho. Trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vì từ giá trị hộ lực của chư tôn hiền đức, pháp thể thương an, thân tâm thanh tịnh, và cầu nguyện cho quý vị hiền diện, đào tâm kiên cố, các tường như ý để hộ trì chánh pháp. Cuối cùng, tăng quyến chúng tôi kính xin ban nghi lễ chùa Từ Quang, ban âm cung, quý anh chị huynh trưởng, quý bác dành cho một chút thời giờ nữa để đảo lai gia đình, an vị linh cho thân phụ chúng tôi, sao cho gia đình chúng tôi được dân chúng trà đạo hạnh. Kính mong tất cả quý vị niềm tình thương mà hoan hỷ cho. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bên này xe chứ sao mà bị thải ở lùi xuống dưới mà chúng nó qua bên này chứ không lấy cái này bả đâu hết rồi ta bả nào bả bả đâu bả không bả đồ này nữa cái bả là bả không phải bả đâu ta đây bả cái này động nào gõ nhịp
tôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi lao trên cao dùng đầy cho trăm năm vào chết một ngày mặt trời mực nào xóa bỏ không hay. Trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào gõ nhịp khốn nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chết một mực nào xóa bỏ không hay. Thank you.
phong kim sơ tịnh tịnh đạo linh duyên tính diệu pháp mâm mi nhiên Thank you.
tự